đội Thác Không Lê Ba, biết thân thể nguyên bản Lê Vũ Mày. Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh Trải Nghiệm của mình nha anh em. Hôm nay mình sẽ đi hai cái bơi sơi liên tục. Làm sao để đi hai cái bơi sơi liên tục cho nó dễ thì đã có một anh bờ gồ ảnh nhắc nhẹ là đừng có cho nó lố 24 anh em ạ. Và hôm nay mình sẽ áp dụng trên cái con mà mình mới tạo, các anh em thấy cái con DK của mình không? Mình chỉ có là 4 lần reset và 3 lần hết con. Đây, mới chat luôn, mới tin luôn anh em à. Thì hôm nay mình sẽ cho nó ở mốc là tầm khoảng là 23 hoặc là 24. Tốt nhất là các anh em ở mốc là 23 nha. Tại vì khi mà lên 24 lỡ mà nó xui xui nó lên một cái liver nữa là mình không có đi được. Nếu mà các anh em đi cho nó qua được một cái điểm là 25 thì các anh em sẽ vô cái BC2. Mà cái BC2 thì hiện giờ nó đang hot, cực kỳ hot. Khi mà vào trong đó thì nó cực kỳ là gian nan. Nếu mà các anh em vào được là một vấn đề và BT được là một vấn đề tiếp theo nữa, nên vì vậy là mình sẽ đi hai cái BC1 nhập lại coi nó có hơn được một cái là BC2 hay không. Thì mình sẽ để cho một cái lượng liver master của mình là tầm khoảng là dưới 24 đặng mình đi hai cái BC1. Thì ở dọn dẹn anh em nói là cắn bùa full boost các kiểu thì đi một cái BC1 là có thể là lên được 35, thì mình sẽ đi hai cái BC nhập lại có lên được 35 không anh em ơi. Hiện giờ thì vào chỗ này còn một phút nữa, anh em đang có rất là đông đủ. Khi mà ở cái giai đoạn đi BC1 thì các anh em vào trong đây thì cũng rất là dễ chứ không có gọi là quá khó. Vì ở cái ạc cờ lon á thì người ta sẽ một cái phần nào đó người ta sẽ tạo chậm. Đa phần á thì anh em sẽ chơi cái ạc chính, tại vì cái ạc cờ lon bán nó có giá anh em. Còn cái ạc chính bán thì nó sẽ có giá hơn, như ví dụ các anh em cài lên là 90, các anh em bán đâu đó tầm khoảng 100-200k hoặc là 300k tùy theo con nhân vật của anh em, cùi lõm sức đầu mẻ chán gì đó. Đa phần thì một cái ạc liver 90 thì có giá tầm khoảng là 200k, chứ lên hơn nữa là không có đâu nha anh em. Tại vì hiện giờ nó đang khá là dễ ở cái giai đoạn đầu rồi, nó không có còn quá là khó, nên cái chuyện mà anh em mua giá cao không có. Mà hiện tại bây giờ nhiều anh em hét giá lên 600, 800 tùm lum hết. Không biết mấy anh đó nghĩ gì, cái ạc anh đó có mã vàng hay không. Mình theo dõi ở trên cái group thì nhiều anh em mua những cái ạc rồi anh em dõi giá qua lại. Thì mình cũng không xen vô làm gì anh em, chỉ xem cho biết thôi. Tại vì mình cập nhật thông tin, mình lấy những cái thông tin, những cái ý kiến nào mà hay, những anh em nào mà phát hiện ra những cái gì hay bổ rẻ thì mình sẽ cập nhật, mình làm clip, chứ mình không có mà xỏ mỏ vô làm gì đâu nè. Mình chỉ bàn ra thôi chứ mình không có xỏ mỏ làm cái gì nha anh em à. Và quyết lâu của mình đang đếm giây, 16 giây nữa là bắt đầu, xem là anh em này như thế nào. Ở trong đây thì mình có nguyên một cái dàn sum, anh em thấy nguyên cái dàn sum rất là hùng hậu. Mấy ông này 100% là cài cờ lon ở đây nha, chứ không cần đi xa quá. Khá là chậm gãy nhưng mà không sao nè, nhưng cũng vẫn farm được, farm tốt, không có gì hết nha. Anh em thấy là ở trong đây thì cũng có rất là nhiều cờ lon giống như mình, cũng không có đến đổi là mình quá tệ nha. Anh em cố gắng đi dí làm sao cho nó gần gần với nhau, đặng mình hít ép qua lại đang cho nó lên nhanh nhất có thể nha. Hiện giờ mình thấy cái nhịp độ lên liver của mình nó khá là chậm. Ở đây là một số anh em nói là cái lượng S nó đã fit lại rồi, nó không cho anh em đú chen theo một cái liver là nhân 900 nữa. Hiện giờ mình thấy thì nó cũng khá là chậm nha nè, chứ không có gọi là nhanh lắm. Hôm nãy mình 3 master, bây giờ mình chỉ lên được 4 master thôi. Đáng lý bây giờ mình phải lên 10 master chứ anh em, mà này nói lên chỉ có 4 master thôi. Nhưng mà không sao nha, chơi vẫn tốt được, vẫn ổn nha. Và đây là cái con game Ega Up Logan KA. Hiện giờ anh em hỏi mình cái vấn đề nhiều nhất, anh em hỏi làm sao mà mình không có tạo được cái ạc, thì mình đã có nói rất là nhiều rồi. Hiện tại nó đang kìm hãm cờ lon, nó không cho tình trạng cờ lon quá nhiều, nên nó không cho anh em tạo tài khoản mật khẩu nữa. Anh em có thể là dùng cái tài khoản Google của mình đăng nhập hên xui xem có được không, chứ là mình không có tạo được luôn nha anh em. Dù muốn dù không gì anh em hãy chơi một ạc thôi, đặng cho nó khỏe. Còn nếu mà các anh em lười cài quá thì các anh em có thể là đi mua một cái ạc, mà mua là các anh em nhớ trung gian nha. Hiện tại ở trên vấn nạn của cái con game này thì nó giả mạo admin, nó giả mạo trung gian, nó lừa anh em rất là nhiều đồ. Anh em chơi hãy tỉnh vào, không có thằng admin nào mà nó kêu anh em dơ cái tài khoản, dơ cái mật khẩu hết trơn á. Người ta chỉ biết được cái tài khoản anh em thôi, người ta không có cần biết cái mật khẩu anh em đâu, là người ta sẽ vào tuốt ở trong ruột anh em luôn. Còn nó kêu dơ tài khoản đây, dơ cái mật khẩu đây là 100% là những ông đó là gạt ngừ, lùa gà, hay là những ông đó là chơi mắm vố. Nhỏ lớn á, thì không biết làm cái gì, chỉ biết gạt ngừ là hay. Hiện tại mình sẽ cho nó farm tới một cái khung giờ đó là hết giờ luôn, sẽ xem được là nó lên bao nhiêu. Và các anh em nhớ tiêu chí của cái clip lần này, mình sẽ đi song song hai cái bờ loot 1 cộng lại xem là nó có hơn được 35 master hay không nha. Hiện tại cái con DK của mình đây, mình sẽ vào mình sửa đồ và mình sẽ cho anh em biết luôn. Ở đây là một cái set châu xanh, một cái set quăng nguy hiệu chứ không có gì quá cao sang. Cộng 7 có, cộng 9 có, và một cái win cộng 6 gobo.
luôn, một bên là S cộng 6, một bên là lõm cộng 6 luôn, và không có gì thêm, và kèm theo đó một cái bút. Một cái bút này á thì sẽ có thời gian là một ngày, mình chỉ mua một ngày thôi, tại một con cờ lon thì mình chỉ cần chơi một ngày một là được nha anh em. Một ngày mình có thể là chuyển sang con khác. Hai con nhân vật chính của mình là một con GF và một con DL, hai con đó là có thể là lên được ta căng rồi, có thể lên trên đó nó rất là khỏe rồi. Cho anh em biết, anh em kêu là mình làm farm cái con DK và cộng cái master cho nó cao nhất có thể. Ở thời gian đầu thì mình có nói với anh em rồi, cái master là nó có cho mình tẩy, nên các anh em không có cần chú trọng quá là mình cộng sai hay là mình cộng đúng, mà các anh em hãy nhìn vào trong đây đây, cái master nè, các anh em cứ việc cộng vô cái tab C là cái tab công, và cái tab A là cái tab thủ, và cái tab B là cái tab bổ trợ kỹ năng. Đây các anh em nè, công nè, thủ và bổ trợ. Các anh em muốn cho cái đam to nhất thì các anh em cộng bên đây, các anh em muốn cho thủ mình cao nhất thì cộng bên đây. Đừng có chia nha, đừng có chia ra, tại vì ở cái giai đoạn đầu nó chỉ có là 20-30 điểm mà các anh em chia ra nó không phát huy hết đâu. Các anh em muốn, một là các anh em quyết đoán là cho nó công luôn, còn hai các anh em là cho nó thủ luôn. Cái gì mà mấy ông này ông đứng gối nùi ngoài đây vậy anh em, đi vô ở trong kia farm nó sẽ tốt hơn mà sao không vào trong kia anh em. Ok, và tiếp tục là một cái BC lần thứ hai của một cái vé một, thì anh em thấy là mình đã vào, và cái liver của mình đó thì 22 khi đi cái BC đầu, và cái BC này không biết nó sẽ lên được bao nhiêu, cố gắng farm tốt nhất có thể nha anh em. Hiện tại thì mình đi cái đầu thì cũng có khá là nhiều nguồn thu đây, được 2 boss 3 ớt các kiểu anh em ạ. Như vậy là cái vé đầu mình đã dư vốn dư lời, dù mình tạch cái giá thứ hai này thì mình cũng còn vốn còn lời nha anh em, tại vì nó tới 3 ớt. Và như vậy mình có tạch một lần đi nữa thì cũng vẫn còn một vé, lãi một vé, và hai cái boss kia chắc ăn nó sẽ gà gác, vì hôm nay mình săn boss cũng khá khá rồi, cũng được mấy chục boss, nhưng mà mình quăng ra không có cái gì giá trị, chỉ được một hai chiếc nhẫn gì đó chứ không có cái gì giá trị quá cao, nên mình cũng không có cần thiết phải săn boss. Tại vì săn boss thì mình chỉ làm cho có clip để quảng cáo review cho anh em thôi, vì những con boss vàng mà săn những cái con boss lớn như là những cái con vàng to hay là ở trên map là ta căng hoặc là Aya thì chúng ta sẽ có cái nguồn thu nó nhiều hơn. Còn khi ở những cái map tăng thủ như là Nogia rồi Daviat hay là Logenkia, những cái con đó nó không hề giá trị một chút xíu nào, mà các anh em phải cần bỏ thời gian ra thì nó quá uổng. Thôi các anh em cứ việc đi làm chuyện khác đi anh em. Những cái con bot nhỏ thì săn cũng được và không săn cũng không sao. Các anh em chỉ cần canh cái giờ đi BC, các anh em vào trong đây để kiếm cái master trước. Khi lên map cao các anh em xin vô một cái gui nào đó, rồi mình xin đi BK bot nè, hay là mình làm những cái gì đó cho nó quan trọng, nó có giá trị thêm chút xíu. Hiện tại thì mình khuyên anh em chơi những cái nào mà cần thiết nhất. Cần thiết nhất là sao nè, khi các anh em vào trong đây tải một cái con game, các anh em chơi một con nhân vật nào mà các anh em yêu thích nhất, rồi các anh em hả chơi, rồi các anh em hả trải nghiệm. Còn nếu mà các anh em chơi theo cái phong trào, như ví dụ các anh em chơi theo con Natkin nó quá khỏe đi, thì các anh em phải đầu tư đồ này kia kia nọ theo người ta, tại vì người ta đã có đầu tư đồ, người ta chơi con nhân vật của người ta thuần thuộc nên nó mới khỏe được. Còn các anh em mà đâm vào thì các anh em không có khỏe bằng người ta, nên cái chuyện mà đợi khỏe bằng người ta hay là chơi cho mạnh hơn người ta thì cái đó nó hơi bất cập chút xíu. Về con game nào cũng vậy, mình nạp mình mới khỏe được, còn mình chơi theo cái hỡi cài từ từ mình đi lên thì nó cũng vẫn khỏe vậy, nhưng mà thời gian nó sẽ xa hơn người ta nha anh em. Hiện tại thì mình đang đú sát vào trong một cái tem của mình để mình hút cái lượng S tốt nhất có thể. Mình khuyên anh em khi mà đi vào cái BC hay là đi vào những cái sự kiện mà chọn ngay cái con nhân vật DK hay là con nhân vật DL thì các anh em cần thiết là phải có BT. Nếu mà không có BT thì các anh em không có S để hít, đặc biệt là các anh em né những cái con sum ra. Hiện tại sum bây giờ, lúc trước thì nó không có ai chơi, không ai dòm ngó tới, nhưng mà cái đặc biệt bây giờ người ta biết được cái là điểm mạnh tiềm năng của em ấy là có thể là kiếp quái cực kỳ lẹ. So về cái độ lẹ thì chỉ có con đất quay nó mới bằng nó thôi, còn con MG cũng không bằng đấy nghe anh em. Nên vì vậy người ta sẽ dùng cái con sum để đi cài cờ lon. Đa phần là anh em kiếm ngọc, lúc trước thì đá tinh luyện cấp cao nó có giá thì anh em đi kiếm đá tinh luyện cấp cao, còn đa số bây giờ anh em chỉ cài kiếm ngọc và kiếm gen thôi. Gen hiện giờ cũng vẫn còn bán được nhưng mà rất chậm. Hiện giờ chỉ có hút nhất là cái viên ngọc là ếch, các anh em kiếm làm sao được. Cái viên ngọc ếch thì các anh em có thể là có một cái nguồn thu rất rất là nhiều ở trong cái con game này. Hiện tại từ mức là 30, 35, 40 mà bây giờ người ta giao mua với tỷ giá là 44, trong khi đó shop người ta bán 50 thì ở ngoài người ta 44 rồi anh em. Các anh em có thể là tích trữ lại để bán nha. Và nếu mà có trong một cái BT thì các anh em vào ở trong cái điện chính như gì nè, các anh em đứng ngoài cầu là các anh em sẽ kiếm được nguồn thu nó rất nhiều. Còn ở trong cái điện chính này thì mình thấy mình test á là nó không có bot nha. Các anh em đứng ngoài cầu nó sẽ có bot nè. Và hôm nãy cái lần đầu tiên mà mình đi BC1 mà đứng ngoài cầu thì mình lụm được 3 hết và 2 bot. Còn cái BC2 này không biết là nó được bao nhiêu. Cái này là BC lần thứ 2 chứ không phải là BC2 nghe.
anh em. Hy vọng là nó sẽ lên cái master nó cao nhất có thể, và theo mình thẩm định một câu chắc nịch xanh dờn xanh chính luôn, BC nó đã ngưng hoạt động tăng S nha anh em. Nó chỉ tăng hơn ở bãi quái ở ngoài thôi, chứ nó không có còn tăng như lúc trước là nhân 999 đó hoa hồng nữa. Lúc trước thì người ta chỉ chạy một lần trong đây là bằng anh em farm một tuần hoặc là hơn một tuần, còn bây giờ thì không có đâu, chạy trong đây á thì bằng anh em farm chừng khoảng 2 ngày 3 ngày thôi, chứ không được một tuần đâu. Tại vì hôm nãy mình đi cho các anh em thấy là một cái chứng minh sống là mình chỉ cài được 22 điểm master thôi, và mình đã có bùa 100%, mình thiếu một cái nhẫn nhân S nè, mình thiếu một con manda nè. Nếu mà có hai con đó bổ trợ và đi cho maximum giá thì nó cũng đâu đó sắp xỉ tầm khoảng là 30, nếu mà hên lắm nó lên 30, còn không có thì nó cũng không lên nổi 30 đâu. Còn lúc trước thì anh em nói là đi một cái tạc là nó sẽ lên 35, có người là đi được 37 điểm master nữa, thì chứng minh là cái lượng S nó đã kìm hãm đi rất là nhiều, nó không còn như lúc trước nữa nha anh em. Khi mà vào trong đây chơi trải nghiệm á thì các anh em có thể là canh cũng được, và các anh em có thể là vào cho một cái tem. Nếu mà có tem đi các anh em farm á, nó rất là dễ farm từ cái bãi quái và farm từ trong PC, đặc biệt là đi thợ săn master, thì các anh em nó sẽ có ba cái ưu điểm để các anh em kiếm S nhiều nhất. Lại một cái bãi quái không bị BK, đi PC thì có người kéo, và đi thợ săn master á, thì có người chở che, thì như vậy các anh em sẽ lên một cái level nó nhanh nhất có thể và các anh em chơi nó thoải mái. Còn hiện tại bên mình á, lúc trước có một cái gui, nhưng mà cái gui đó bán cho người ta rồi, không phải là bán cái gui, là cái con nhân vật làm chỗ gui, nhưng mà bán cho người ta rồi kìa. Hiện giờ anh em đang tan gã hòa vô gia cư, không có ai làm chủ hết. Nhưng mà hiện tại bây giờ một số anh em á, nếu mà không vô cái gui mình cũng được, hoặc là vô cái gui người khác cũng được, mình khuyên anh em hãy vào một cái gui lớn. Có cái gui lớn là người ta sẽ chở che cho các anh em, các anh em farm nó sẽ dễ hơn và các anh em có thể là có nguồn thu. Nhưng đặc biệt cái gui lớn bây giờ á, thì người ta rất là khắt khe, anh em phải đủ trình độ, đủ yêu cầu, ví dụ là phải có đầu tư phải phẻ. Trong khi đó thì người ta 10 người người ta đi săn boss, người ta chia đồ ra đều 10 người, mà các anh em vào trong đó chỉ làm bao cát thôi, rồi đâu có ai chịu chia đồ cho các anh em. Nên mà các anh em nào mà thích đam mê, thích trải nghiệm mà chơi cho nó bình đẳng với nhau thì các anh em vô cái nhóm của mình, từ từ mình sẽ lập cái gui sang lập lại lập cái gui. Cái nhóm của mình thì mình không cho buôn bán anh em, nhưng mà không cho cũng không được anh em ơi, mình vào trong đó mình chỉ xem tin tức thôi, chứ mình không có giao mà cho đồ nữa. Và để đây xem là hết cái lần bơi xơi vé 1 này, lần 2 là nó sẽ lên được bao nhiêu nha anh em. Và như vậy cũng đã kết thúc rồi anh em ơi. Tổng chỉ số master của mình chỉ lên được 33 thôi, nó cực kỳ thấp luôn anh em à. Và cái này thì mình ra sớm tầm khoảng là 2 phút mấy nha anh em, tại vì chưa chơi ông kia ông trả nhiệm vụ rồi. Nếu mà gán 2 phút mấy 3 phút nữa thì có thể là lên được 35 nha. Thì tổng kết lại 2 vé 1 thì cũng như là 1 vé 1 và 1 vé 2 thôi. Nếu mà ăn mai á thì nó cũng là trên lệch sắp xỉ chút xíu thôi, chứ không có quá nhiều nha anh em. Qua lần này thì mình không có nhận được cái viên ngọc nào hết anh em ơi, cũng nhờ là cái lần 1 mình nhặt được nha, còn lần 2 này không nhặt được gì hết. Và cái video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây nha anh em. Hẹn anh em vào một cái video khác, rồi chúng ta chém gió vào một cái sự kiện khác nha anh em à.